Rồi, hello, xin chào quý vị khán giả. Xin chào quý ông bà cô chú và các bạn thân mến. Bữa nay ngày 9 tháng 6 năm 2023. Thì giờ này cũng 9 giờ đêm rồi. Hai bố con mới về. Ngày hôm nay thì ngày cái lễ tổng kết kết thúc năm học của Châu. Cũng là ngày lễ tri ân hả con? Dạ. Là lễ tri ân tổ chức từ nào tới giờ mới mới xong. Dạ, từ hồi 7 giờ sáng rồi tới tới 8 giờ rưỡi mới xong đó bố. Xong rồi hai bố con đi kiếm vàng. Chiều mom Thủy vợ sang á vô để dự. Bữa nay lễ kết thúc thì có rất là nhiều bạn tham gia cái buổi lễ vui chơi, phụ huynh đông. Thì bữa nay thì mẹ bé Châu cũng không có tới trường để tham dự. Rồi bé Châu điện cho mom, nói mom bố rảnh không lên tham dự cái buổi lễ tổng kết của con. Mom chạy lên rồi lúc đó sang thì cũng có lu bu việc chưa xuống được. Lúc đó có mình thấy trong trường tới chiều tới chỉ với chỉ ở trong trường tối sang mới vô. Rồi vô thấy mấy đứa nó làm lễ tổng kết lễ tri ân thầy cô giáo kết thúc năm học. Thì mới đây thấm thoát đã 4 năm kết thúc năm học. Đây là năm học lớp 9 chuẩn bị chuyển qua cấp 3. Đây là một trong những cái thời điểm mà chuyển giao để mà bước sang một cái thời điểm trưởng thành. Thì mấy Châu năm nay mới 14 tuổi thôi đó, sang năm mà vô lớp 10 bắt đầu là giai đoạn trưởng thành cực kỳ là quan trọng. Nãy sang vô sang tham dự sang đứng lên phát biểu, chị lên chị ôm sang chị khóc. Rồi mà nãy nó làm gì con khóc, Không biết nữa bố ơi, chứ ba kiểu như là con nói lớn rồi nè, vừa rung mà vừa vừa xúc động đó bố. vừa lung vừa xúc động. Dạ, tại cái lúc mà nội dưới thì con sẽ không khóc đâu. Con kiểu là con rất là mạnh mẽ khi mà đám đông, nhưng mà tự nhiên cái có bố con mới khóc. Là sao có bố khóc? Không biết nữa. Khóc vì vì cái gì? Khóc vì sợ bố hay là Dạ, hạnh phúc. rồi. Hạnh phúc khi bố vô tham dự chúng con. Rồi khóc sướt mướt luôn. Hồi nãy lúc đó bố phát biểu rồi con cũng chưa kịp nói gì được nhiều. Dạ. Rồi giờ đã sẵn đây nè, bữa nay nè thì bố làm cái video này để cho con tâm sự với cô chú ông bà Dạ. đó. Sau trong suốt thời gian nãy con nói với bố con ôm bố khóc, nói nhanh quá bố ơi, mới đây 4 năm rồi. Thì con nói tiếp cái đoạn đó đi. Thì học trường đó thì cũng có nhiều buồn vui, nhưng mà cái nhiều chuyện con cũng rất là buồn, tại trong chổng thì cũng chia phe phái, con là cũng là người bị ghét, nên là con muốn gửi là mấy bạn mà ghét con thì giây phút cuối cùng thì con vẫn mến bọn họ, mấy bạn ấy. Rồi sao nữa? Dạ, nhưng mà ở đây con cũng là lớp 6, con cũng là con của bố, và giờ là đến là lớp 9 thì con cũng rất là thấy rất là nhanh, thì sẽ có một ngày nào đó là con cũng sẽ lớn, sẽ thánh thoát, là con sẽ là 18 tuổi đó bố. Rồi sao nữa? 18 tuổi con làm gì? Con sẽ bắt đầu đi vô đại học và bắt đầu sẽ có công việc và sẽ có chồng và sẽ có gia đình và sẽ không thường xuyên ở với bố mẹ. Mà con muốn con còn nhỏ, con muốn lớn. Con muốn con còn nhỏ, con không muốn con lớn hả? Giờ nhỏ con cũng muốn lớn nhanh để ra khỏi vòng tay của ba mẹ, để con được tự do không nghe ba mẹ chửi. Nhưng mà khi con lớn lên thì con nhận ra thế giới này rất là nhiều sự mà con chưa trải qua.
khi lớn lên thì con sẽ gặp nhiều hơn và sẽ không có vòng tay của ba mẹ che chở nữa. Thì bây giờ còn có bố mẹ, còn có bố Sang và mâm cho bảo vệ con. Đi ăn hiếp thì con sẽ cái gì nhà con sẽ méo bố mẹ với mâm với lại bố. Còn mấy mốt ra đời con sẽ tự lực cánh sinh, không nhờ bố với mâm được nữa. Cho nên là con rất là sợ. Con cái là con sợ con lớn rồi con không có còn trong vòng tay với bố với mâm. Dạ. Với mẹ con. Đó là lý do. Dạ. Giờ con có dự định chuẩn bị sang năm sau thì lên lớp 10 thì con có đặt mục tiêu gì cho mình? Dạ, con sẽ cố gắng học để lớp đại học, để lên lớp 12 và con thi vô cái trường đại học mà con mong muốn. Con muốn là con thành công và tìm thật nhiều tiền để đền ơn bố mẹ và bố Sang và mum và lo cho tương lai sau này của con. Đó có cái dự định, còn cái chí hướng, có được cái lòng nhân thì điều đó là điều rất là tốt. Nhưng mà cái điều này sẵn đây bố hỏi luôn ha. Dạ. Thì cho bố chia sẻ với con với lại tất cả các bạn trẻ. Nếu mà các bạn trẻ mà trong cái thời sinh viên còn đi học đủ số. Thì tất cả các bạn mà nếu mà xem video này thì cho Sang hỏi một điều, kể cả con luôn. Cho bố hỏi một điều. Suốt một khoảng thời gian, một hành trình rất dài, từ khi mình học mẫu giáo cho tới nay là học lớp 9, chuẩn bị bước sang cái tuổi trưởng thành qua cái cấp 3, thì có bao giờ con và các bạn trẻ nghĩ rằng cái hành trình dài này mình đi, trong đó nó có được bao nhiêu sự hy sinh ngày đêm, sự hy sinh cực kỳ lớn lao của người cha người mẹ chưa? Dạ rồi. Có không? Có. Để đi đến được đến ngày hôm nay chuẩn bị giai đoạn trưởng thành, rồi các bạn cứ nghĩ đi, bé Châu cũng vậy nè, con cứ nghĩ đi, trong đó sự hy sinh lớn lao nhất đó là cái bậc làm cha làm mẹ. Có đôi khi mình đi vô trong trường á, là mình thấy các bạn cầm cái điện thoại như thế này, mặc bộ đồ đẹp cái kia, mình không đủ bằng các bạn. Mình về nhà mình xin tiền bố mẹ phải có cho mình để mua một cái smartphone nào xịn sò nhất, một cái ba lô tập tám nào xịn sò nhất, một bộ đồ đẹp mới xịn sò nhất, bộ đồ đôi giày xịn sò nhất. Nhưng trong khoảnh khắc đó bố mẹ không có tiền mua, thì các con lại dở những cái chứng hờn dỗi, hờn trách cha mẹ. Thế rồi những bậc làm cha làm mẹ cũng phải ngậm ngùi, phải tìm cho được ít tiền để mua cho con có để bằng với người ta, và không thể nào mà để cho con mình thua súc với bạn bè. Dù cực nhọc cỡ nào cha mẹ cũng cày còng lưng để cho các con được ăn học, cho các con được đầy đủ. Đó là cái sự hy sinh to lớn của bậc làm cha làm mẹ đối với tất cả các con cái. Đôi lúc nhiều khi tụi con trong cái lứa tuổi còn trẻ, tụi con không có suy nghĩ tới, tụi con những cái trận đó, những cái mà tụi con đòi hỏi thì tụi con có những cái tính khí ương ngạnh, bướng bỉnh, hờn dỗi, trách móc cha mẹ. Chính vì điều đó tạo cho cha mẹ những cái nỗi buồn mà mình không hay. Đôi lúc cha mẹ bực bội, bức rứt quá, la mắng, chửi: mày suốt ngày phải đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia. Vì sao cha mẹ phải la gầy mình? Vì sao cha mẹ phải cáu gắt mình? Vì cha mẹ gán cố gắng hết sức rồi, cho nên cha mẹ không đủ, buộc lòng cha mẹ phải gầy la.
Thì đôi lúc những khoảnh khắc rầy la đó chưa bao giờ, có bao giờ các bạn trẻ, kể cả con, nói lời xin lỗi bố mẹ chưa? Có bao giờ chưa? Cho nên trong khoảng thời gian ngay bây giờ đã thôi kết thúc năm học cũ rồi, trong 3 tháng hè để chuẩn bị bước sang một cái năm mới, để vô cái năm học mới, thì bố khuyên con, kể cả luôn các bạn trẻ thời sinh viên đổ xuống, chúng ta hãy tận dụng cái thời gian vàng này, chúng ta gần gũi bên cha mẹ. Chứ đừng nên gần trong khoảng khắc thời gian nghỉ hè mà chúng ta cầm cái điện thoại smartphone lên, chúng ta suốt ngày vùi đầu vô trong cái điện thoại để mà lướt web, hoặc là chúng ta đi chơi với bạn bè, bỏ quên cha mẹ mà không quan tâm. Chính vì vậy bố mới khuyên con cùng với lại tất cả các bạn trẻ tận dụng cái thời gian vàng trong 3 tháng hè, chúng ta nên gần gũi cha mẹ, hãy nói lời con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ. Đó là lời nói mà chúng ta có thể làm được cho cha mẹ mình trong những khoảnh khắc mà chúng ta gần gũi với cha mẹ 3 tháng hè. Vì khoảng thời gian, cái đoạn đường đời mà mình trưởng thành, từ nhỏ cho tới trưởng thành, từ khi chúng ta mới lọt lòng cho tới khi mà chúng ta đã trưởng thành, trong đó công lao cha mẹ rất lớn, và không thiếu đi cái công lao hình ảnh, hình bóng của thầy cô giáo ở nơi nhà trường đã chỉ dạy, hướng dẫn, đào tạo cho chúng ta, để cho chúng ta có được cái kiến thức, có được cái sự hiểu biết, trình độ để chuẩn bị cái hành trang bước vào đời. Cho nên cái tuổi mà trưởng thành, đây là một trong những cái giai đoạn cực kỳ là quan trọng. Nếu như mà con cũng như là các bạn trẻ không ý thức được, để chúng ta gieo trồng cái hạt giống lành. Hạt giống lành ở đây là không phải là bố kêu con phải đi làm từ thiện. Hạt giống lành ở đây nó đồng nghĩa với việc chúng ta phải biết yêu thương người thân. Và hạt giống lành nữa đó là cái hạt giống gì? Hạt giống là đạo đức, nhân cách. Nó kèm theo cái chữ hiếu đạo làm đầu. Phải biết yêu thương và san sẻ, biết xin lỗi vào những khoảng khắc chúng ta gần cha mẹ. Trong cuộc đời, mỗi một con người sinh ra lớn lên, bố nói với con, không ai được hoàn hảo cả. Trong vòng tay cha mẹ cho tới khi trưởng thành, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có những cái điều sai lầm trong cuộc sống. Cho nên chúng ta phải biết tri ân cha mẹ, chúng ta phải nói lời xin lỗi. Chúng ta phải ngồi gần bố, con nói bố, con xin lỗi bố vì những chuyện đã qua. Con xin lỗi mẹ vì những chuyện con đã làm cho mẹ buồn. Và hãy biết quan tâm đến mẹ, đến cha. Mỗi khi cha mẹ đi làm về, chúng ta quan tâm bằng cách chúng ta hỏi thăm cha mẹ có mệt không, động viên cha mẹ. Ngoài ra chúng ta còn có thể dòm ngó nhà cửa, cái gì cha mẹ đang làm thì chúng ta hãy làm và thay cho cha mẹ. Thì mỗi một giờ chúng ta làm thay cho cha mẹ thì chúng ta cũng đã giúp cho cha mẹ được nghỉ ngơi được khoảng một khoảng khắc nào đó, thì cha mẹ mình mới đầy đủ sức khỏe đồng hành với mình hết một đoạn đường dài. Vì đối với bậc làm cha làm mẹ như bóng xế chiều, cho nên chúng ta hãy tận dụng mọi thời gian, mọi khoảng khắc. Nếu có thể chúng ta nên nói lời xin lỗi, nếu có thể chúng ta nên quan tâm động viên cha mẹ nhiều hơn. Đó là cái điều mà bố chỉ cho con cũng như là các bạn, hãy gieo cái hạt giống lành. Hạt giống này nó tốt cho nhân cách, đạo đức, hiếu thuận, chia sẻ, yêu thương. Đó là một cái hành trang để chúng ta chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn trưởng thành cực kỳ là quan trọng. Nếu chúng ta biết gieo trồng cái hạt giống đó tốt thì hạt giống nó sẽ nảy mầm tốt ở trong thâm tâm và ký ức của mình. Còn nếu như mà chúng ta không gieo trồng nó tốt thì mai này chúng ta dễ bị lụi tàn.
ở cái tương lai sắp tới, với cái tư duy và cách sống học hỏi đua đòi theo một cái thế giới không hay ở cái xã hội này, thì chúng ta sẽ mau lụi tàn. Nếu chúng ta gieo hạt trong lành, chúng ta thường xuyên dung đắp nó bằng cách những gì nãy bố chỉ, thì chắc chắn rằng cái cây đó mọc, nó trưởng thành một cách xanh tươi, nó cho ra được cái hoa tươi trái đẹp. Đó là cái hoa tươi trái đẹp, đó tượng trưng cho nhân cách sống của mình. Mai này mình bước vào đời để mình đối nhân xử thế như thế nào cho nó trọn trình, như thế nào để mà cho nó đúng nghĩa, như thế nào để gọi là hiếu thuận. Đồng tiền cuộc vui, đồng tiền đến rồi nó lại đi, cuộc vui đến rồi nó lại tàn. Nhưng cách sống con người nó mãi mãi trường tồn, con hiểu không? Cho nên thì bố khuyên là con với lại tất cả mọi người, các bạn trẻ hãy tận dụng tối đa cái trong 3 tháng hè để mà chúng ta ở gần bên cha mẹ. Nếu giúp được gì cho cha mẹ, chúng ta hãy sẵn lòng chúng ta làm. Và nếu chúng ta có sai, chúng ta hãy mạnh dạn con xin lỗi bố. Nếu chúng ta có sai làm cho mẹ mình buồn, chúng ta hãy ngồi xuống, con xin lỗi mẹ. Đó là điều bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn con cái mình làm ngoan. Mà khi cha mẹ nghe được hai từ đó, bố tin chắc rằng mẹ con sẽ ôm con khóc. Vì con đã trưởng thành, con đã hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta biết sai, chúng ta biết sửa sai. Điều đó rất quan trọng. Con nhớ không? Dạ. Thì đó là đôi lời Sang tâm sự với lại con gái nuôi của Sang. Thì mới đây thấm thoát cũng đã 4 năm rồi cả nhà. 4 năm rồi. Và khi mà Sang nhận cháu Tào Châu về làm gái nuôi, thì lúc đó chị mới thập thỏn, mới lớp 5 qua lớp 6 thôi. Thì thời gian đó thì cái chắc có lẽ quý vị khán giả mới thì không biết Thảo Châu, con gái nuôi của Sang, tại đi học miết ít có lên video, mọi người không biết. Thì thời điểm đó thì nói chung cháu không có một cái gia đình hoàn hảo, cha mẹ thì ly tán, mẹ thì khổ, đi không có nhà, cũng đi thuê nhà để rửa chén cho người ta. Thì còn người anh nữa cũng sức khỏe không có tốt. Thì mẹ của cháu Thảo Châu thuê cái nhà để ba mẹ con ở với hai người anh. Một người anh học rất giỏi đó, còn một người anh nữa thì sức khỏe không tốt. Thì mỗi một ngày thì cháu Thảo Châu phải đi theo mẹ, vừa đi học, sáng đi học rồi trưa ra thì chỉ không có ăn cơm ở trong trường đó, thiếu đi những cái cử ăn, rồi cho nên chị phải chờ mẹ rửa chén cho người ta xong rồi ra mẹ mới cho chị ăn cơm. Thì trong khoảng khắc chị chờ đợi như vậy để mà ăn cơm rồi quay trở lại trường thì chị ngủ trước cái hàng ba nhà của người ta, có đúng không? Dạ. Đó thì ngày nào cũng như ngày đó. Thì cái thời điểm đó Sang với vợ Sang phát cái từ thiện thì thấy cũng thương và kêu chị qua cho ăn cơm, dần dần kêu chị phụ phát cơm, rồi Sang mới nhận bé Thảo Châu về làm con nuôi. Thì thấm thoát hai bố con với lại mom với mẹ của Thảo Châu cũng giống như một cái gia đình. Mẹ cho Thảo Châu cũng ở đây tới lui, công việc cũng đi đi làm. Thảo Châu cũng hôm nay cũng học lên tới lớp 9 rồi. Thì đó là một cái điều mà cái tuổi thơ của bé Châu kém đi cái may mắn. Cháu có một cái câu chuyện nó không được trọn vẹn như bao nhiêu người khác. Nhưng mà cái điều mà Sang rất thương cháu Thảo Châu ở đây là tới thời điểm này cháu, Sang chỉ tạm nói là cháu đã gắn cố gắng, có sự cố gắng để mà vượt lên chính mình, để học hỏi, lên lớp hàng năm để mà lên lớp. Cho tới ngày hôm nay là chuẩn bị bước vào giai đoạn trưởng thành sang cái lớp 10. Đó là một cái điều Sang rất là vui mừng. Nhưng còn cái tương lai phía trước Sang rất là lo. Và để mà làm sao dung đắp cho con hiểu được cái lý lẽ sống ở cuộc đời này, hiểu được cái ý chí để vượt qua mọi cái
cái chướng ngại trong cái cuộc sống. Từ đó mà chúng ta mạnh dạn mà bước đi cái con đường mà để mà hành trang cho mọi lứa tuổi bước vào giai đoạn trưởng thành, như Sen đã nói, cực kỳ là quan trọng. Nếu chúng ta không biết gieo trồng cái hạt giống lành cho các cháu thì thật sự đó là một cái sai lầm. Cho nên trong giai đoạn trưởng thành chúng ta hãy luôn gieo trồng cái hạt giống lành, giúp cho các cháu nó hiểu và giúp cho các cháu nó thực hành trồng cái hạt giống đó, để mai này các cháu nó lớn lên, các cháu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc đời, các cháu ít ký ức, các cháu cũng hiểu đâu là cái nhân cách và đạo đức lý lẽ sống trong cuộc đời này. Chính vậy, thông qua cái video này, thật sự đối với Sang mà nói, Sang cũng là một người mà đang tài trợ cho cái chương trình học bổng cho những trẻ em nghèo hiếu học, muốn tiếp tục cái hành trình mà học vô đại học mà không có tiền đóng, và cái chương trình tiếp lửa ước mơ của Sang. Cho nên là Sang rất là thương những cái đứa trẻ mà kém may mắn, gia đình không đủ điều kiện, lại mong muốn rằng giúp cho các cháu thực hiện cái ước mơ của các cháu tiếp tục đến trường, cũng giống như là cái ước mơ của Sang, để mà được đến trường học tập, để giúp ích cho bản thân và gia đình mai này và tương lai của các bạn nó tốt hơn. Chứ vậy nãy Sang đứng phát biểu ở trong chuồng thì trường á, cũng có rất nhiều các bạn khóc khi mà nghe Sang tâm sự về câu chuyện của bé Châu, và Sang cũng hướng dẫn ở các cháu giống như những gì nãy giờ Sang hướng dẫn ở trong nhà trường. Thì rất là vinh hạnh Sang được mời lên để là cái người truyền cảm hứng cho các cháu bước vào giai đoạn trưởng thành ở nhà, ở trường An Lạc A, trường cơ sở trung học An Lạc ha. Thì đây là một cái ngày mà thật sự là Sang thấy rất là vui, mình được tham dự và rất là hạnh phúc, vì đứa con gái nuôi nay thành cô gái rồi, không còn là bé Thảo Châu chút bé là ngày nào nữa. Hôm nay chị cũng biết cảm xúc rồi, là lúc mà thấy Sang bước lên cái bục á, chị không ngờ là Sang đến tham dự. Sang lên, mọi người mời Sang lên thì chị thấy chị ngoái đầu chỉ đi tìm bố, rồi lúc đó xong chạy lên ôm bố khóc. Thì cái buổi lễ thì nói chung là mẹ thì đều còn đi rửa chén cho người ta, chỉ có mom là Thủy vợ Sang lên tham dự thế cho mẹ của bé Châu đó. Rồi hai mẹ con ngồi đó tham dự buổi nguyên cái buổi chiều tới tối Sang mới lên. Thôi thì con gắng cố gắng. Sẵn đây thì chú Sang cũng cho lời khuyên cho các bạn trẻ từ giới sinh viên đổ xuống, hãy nói lời cảm ơn và hãy nói lời xin lỗi đến cha mẹ mình. Đó là giai đoạn giúp cho chúng ta gieo trồng hạt giống lành, hạt giống yêu thương, giúp cho chúng ta trưởng thành hơn khi bước vào đời. Và hãy gắng cố gắng vững tâm, đừng bao giờ gục ngã trước mọi tình huống. Chúng ta hãy kiên trì gắng cố gắng là chúng ta sẽ thành công. Có đúng không nè? Một lần nữa Sang kính chúc tất cả mọi người, quý vị khán giả và các bạn trẻ thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Con có gửi lời nào đến cho cô chú ông bà không? Dạ kính chúc. Con nói lớn lên. Dạ kính chúc quý ông bà là luôn được bình an trong cuộc sống và luôn vui vẻ bên gia đình và các con của cô chú. Và gửi đến các bạn bằng tuổi mình và các anh chị lớn tuổi hơn em, thì em chúc là các anh chị sẽ đỗ được đại học trong kỳ thi sắp tới, và chúc các bạn sẽ đậu được nguyện vọng một như ý mình mong muốn. Tuyệt vời, cố lên nha. Dạ. Bye bye.